Trưng cầu dân ý hiến pháp ở Ai Cập trong ngày thứ hai, tên từ Cairo. Hôm nay là ngày thứ nhì, người dân Ai Cập đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý bản tân hiến pháp. Chính quyền đã gia tăng các biện pháp an ninh tại các phòng phiếu sau khi bạo động trong ngày hôm qua đã làm ít nhất 9 người chết. Bản hiến pháp sẽ được đa số phiếu thông qua vì chính quyền đang áp lực các cử tri phải đi bỏ phiếu thuận, trong lúc những người ủng hộ huynh đệ Hồi giáo và Tổng thống Morsi tẩy chay không tham gia cuộc trưng cầu dân ý. Bản tân hiến pháp được thông qua sẽ làm nền tảng cho chỉ huy trưởng quân đội Ai Cập là tướng Abdel Fattah al-Sisi tranh cử tổng thống. Số người đi bỏ phiếu trong ngày hôm qua rất ít. Một người đi bỏ phiếu hôm nay nói rằng tỷ lệ bỏ phiếu thuận sẽ rất lớn vì đa số dân chúng muốn thoát khỏi tình trạng khổ sở hiện nay. Một cử tri khác nói bà mong muốn bản hiến pháp được thông qua để tướng Abdel Fattah al-Sisi trở thành tổng thống.